theo vòng quay bánh xe lịch sử, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một gia tộc, xem họ hùng mạnh cỡ nào, mà đứng trên thiên hạ của gia tộc Tư Mã, và cá nhân cụ thể là ai, mà có sức mạnh ghê gớm đến vậy, có đủ sức, để tiếm toàn bộ quyền lực trong tay, trừ khử tất cả gia tộc Tư Mã, để rồi con cháu nhà họ Tư Mã siêu cường, cũng không còn một ai. Tống Vũ Đế, tên thật là Lưu Dụ, sinh năm 363 mất năm 422, quê ở thôn Tuy Dư Lý, huyện Bành Thành là nhà chính trị và quân sự, hoạt động vào cuối thời Đông Tấn, và đồng thời cũng là vị hoàng đế khai quốc của nhà Lưu Tống, trong lịch sử Trung Quốc. Lưu Dụ là con cháu đời thứ 21 của Sở Nguyên Vương, Lưu Giao, em trai Hán Cao Tổ. Quê quán của ông được sử sách ghi chép đến hai nơi, ông Cố Lưu Hỗn, vốn sinh sống ở huyện Đa Đồ, quận Tấn Làng Nay thuộc Từ Châu, Giang Tô, sau chuyển đến làng Tuy Dư, thuộc Kinh Khẩu để tránh chiến loạn vùng Hoa Bắc. Lúc nhỏ Lưu Dụ sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, Cha của ông là Lưu Kiều, kết hôn với mẹ ông, là bà Triệu An Tông vào năm 360. Triệu An Tông hạ sinh Lưu Dụ ba năm sau đó, rồi qua đời. Lúc sinh Lưu Dụ có một vầng sáng kỳ lạ chiếu vào trong phòng, cha ông cho đó là điềm lành, nghĩ rằng đứa trẻ mới sinh, sau này tất sẽ được làm vua, nên đặt tên cho ông là Dụ, nghĩa là giàu có. Vì cha của ông quá nghèo, không thể nuôi được ông, nên Lưu Dụ đã được người cô ruột của mình nuôi thay. Sau đó, cha của dụ đã lấy một người vợ khác tên là tiêu văn thọ sinh ra hai đứa con khác là lưu đạo liên và lưu đạo quy tuy mặc dù đây là bà mẹ kế nhưng tính tình hiền hậu nên lưu dụ luôn kính yêu bà như mẹ ruột của mình ngoài ra ông còn có một người anh em họ sống kế bên là lưu hoài túc làm hầu huyện đông hưng giữ chức tả tướng quân của nhà đông tấn cư trú ở làng an thượng huyện bành thành khi lưu dụ trưởng thành thì cha của ông mất ông là một chàng thanh niên khỏe mạnh vạm vỡ, dũng cảm, nhưng lại nghèo, ít học. Trong thuở hàn vi như vậy, ông sinh sống bằng nghề bán giày dơm. Nhưng ông có tật xấu là thích đánh bạc. Sau đó, ông tham gia tổng quân, trở thành một tay sai dưới trướng tôn vô trung, trong quân Bắc Phủ nhà Đông Tấn. Lưu Dụ từ lúc nhỏ đã tỏ ra là người có tài năng, được vương mật, một hậu duệ của danh tướng vương đạo kính trọng, và khen là một người có tài năng. Năm 399, Tôn Vô Trung cùng Lưu Tuần, và 27 người là tín đồ ngũ đấu mễ đạo, nổi dậy chống lại triều đình Đông Tấn, và Lưu Dụ cũng được phong làm tham phủ quân sự, đi theo Lưu Lao Chi. Sang năm 400, Tôn Vô Trung, một lần nữa tiến đánh cối kê, giết chết tướng Tạ Diễm. Tháng 11 âm lịch cùng năm, Lưu Dụ cùng Lưu Lao Chi ra trận đánh dẹp. Ông được lệnh chấn thủ vùng Câu Trương, một thành nhỏ và ít quân lính. Lưu Dụ tích cực chuẩn bị tác chiến với quân địch. Sang tháng 2 âm lịch năm 401, Tôn Vô Trung đem quân từ tiếp khẩu tiến đánh câu trương. Lưu Dụ đích thân ra trận, đứng trước quân sĩ. Trước sự chiến đấu của quân tấn, và thời tiết không thuận lợi, Tôn Vô Trung đành phải rút quân. Đến tháng 3 âm lịch, Tôn Vô Trung tiếp tục đánh chiếm Hải Diêm. Lưu Dụ đưa quân đến giữ thành Diêm Trúc để kháng địch. Sau Tôn Vô Trung lại tiến đánh Đan Đồ. Lưu Dụ dẫn một nghìn quân ra chống, và đánh bại quân địch. Nhờ lập được công lao, Lưu Dụ được triều đình phong làm kiến vũ tướng quân, Thái Thú quận Hạ Bì. Tôn Vô Trung đưa quân về Úc Châu, Lưu Dụ tiếp tục được giao nhiệm vụ thảo phạt. Ông nhiều lần đánh thắng quân Tôn Vô Trung, buộc Tôn Vô Trung lui hẳn ra hải đảo. Dẹp Hoan Huyền, nắm quyền triều chính. Năm 402 đời Tấn An Đế, phiêu kỵ tướng quân Tư Mã Nguyên Hiển, do lo ngại thế lực của Hoan Huyền, con trai đại tướng Hoàn Ôn ở Kinh Châu, bèn quyết định cất quân thảo phạt, cử Lưu Lao Chi làm tiên phong, thống suất Bắc phủ binh tiến công tuy nhiên lưu lao chi không tuân phục tư mã nguyên hiển và không muốn giao chiến với hoàn huyền nhân cơ hội đó hoàn huyền xuất quân tiến về kinh thành kiến khang lưu dụ nghe tin khuyên lưu lao chi xuất quân tiến công nhưng lao chi vẫn không chịu và bỏ sang hàng hoàn huyền lưu dụ lại cùng hà vô kỵ cực lực khuyên giải nhưng không có kết quả cuối cùng lao chi đầu hàng hoàn huyền hoàn huyền nhân cơ hội đó tiêu diệt được tư mã nguyên hiển và tư mã đạo tử nắm quyền khống chế triều đình sau đó ông ta tước hết binh quyền của Lưu Lao Chi, đày sang Quảng Lăng. Lưu Lao Chi tức giận, đưa quân phản lại Hoàn Huyền và sai người đến Hạ Bỉ cầu Lưu Dụ giúp đỡ. Lưu Dụ biết Lưu Lao Chi không thể nào đánh thắng được Hoàn Huy, nờ nên không chịu giúp. cuối cùng Lao Chi thua trận và tự sát. Hoàn Huyền khống chế được triều chính, bèn phong Lưu Dụ làm trung binh tham quân. Cùng năm đó Lưu Dụ lại đưa quân tiến đánh dư đảng của tôn nở là Lưu Tuần sau khi thắng trận trở về, ông được phong chức bành thành nội sử. Sau khi khống chế được triều đình, muốn nhanh chóng được xưng đế, nên Hoàn Huyền lập tức tàn sát quận Bắc Phủ, Tôn Vô Trung, Cao Tố, Lan Liêm Chi, Lan Lang đều lần lượt bị giết. Trong thời gian đó, lòng quân Bắc Phủ hoang mang, ai nấy đều lo sợ. Nhưng Lưu Dụ, lúc đó giữ chức quan bậc trung trong quân Bắc Phủ, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ông cho rằng Hoàn Huyền giết những tướng lĩnh cấp cao, là muốn quân Bắc Phủ quy thuận mình còn chức vụ cấp thấp như ông, không những không gặp nguy hiểm, mà ngược lại còn được trọng dụng. Quả đúng như vậy, Hoàn Huyền không những không giết lưu dụ, mà còn phong làm trung quân, gia nhập vào hàng ngũ cốt cán, cai quản quân Bắc Phủ. Lưu dụ là người cơ hội, ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng đã tính kế chuẩn bị đoạt vị của Hoàn Huyền. Năm 403, Hoàn Huyền ép tấn an đế nhường ngôi, lập ra triều sở, lưu dụ cùng Hoàn Tu, vào triều đình kiến khang triều kiến Hoàn Huyền được tiếp đãi trọng thể. Tuy nhiên hoàng hậu của Hoàn Huyền là Lưu Thị, khuyên ông ta nên giết chết Lưu Dụ, nhưng Huyền không nghe theo. Thấy Hoàn Huyền không được lòng dân chúng, nên khi trở về kinh khẩu Lưu Dụ cùng với Hà Vô Kỵ, Ngụy Vịnh Chi, Đàn Bằng Chi, lấy danh nghĩa khôi phục triều tấn, khởi binh ở kinh khẩu. Cùng ngày đó, Lưu Nghị cũng khởi binh ở Quảng Lăng để hưởng ứng. Quân khởi nghĩa cùng tôn Lưu Dụ làm thống soái, chủ trì tính kế thảo phạt. Tháng 3, quân Lưu Dụ giết chết Ngô Phủ. Tiếp đó, Lưu Dụ và Đàn Bằng Chi chia quân làm hai cánh, giao chiến với Hoàng Phủ Phu. Không ngờ cánh quân của Đàn Bằng Chi thất bại, quân Lưu Dụ bị bao vây. May mà quân cứu viện kịp thời đến giải cứu, giết chết Hoàng Phủ Phu. Hoàn Huyền nghe tin hai tướng tài bị tử trận, thì vừa kinh ngạc vừa lo sợ. Lưu Dụ thừa thắng truy kích, tiếp tục đánh bại đại quân do Hoàn Khiêm thống lĩnh. Hoàn Huyền thấy tình hình nguy cấp, dùng thuyền bỏ trốn. Quân Lưu Dụ tiến thẳng vào thành Kiến Khang, Ít lâu sau, Hoàn Huyền bị Lưu Nghị giết chết. Sau khi vào kiến khang, Lưu Dụ nhanh chóng chỉnh đốn kỳ cương, ổn định trật tự. Tiếp đó, Lưu Dụ đón Hoàng Tấn An Đế về kinh phục vị. Cùng lúc đó, dư đảng họ hoàn tại Kinh Châu lại nổi lên, đưa quân đánh Giang Lăng. Năm 405, Lưu Dụ tái thu phục Giang Lăng, và đón được Tấn Đế về kiến khang, sau đó trở về Đan Ổ. Năm 406, Lưu Dụ được làm dự trương quận công, thực tấp vạn hộ, đến năm 407, Lưu Dụ được phong chức thị trung, xa kỵ tướng quân, khai phủ nghi đồng tam ti, thứ sử các châu kinh, tư, lương, ích, ninh, ung, lương, tịnh, lục thượng thư sự, nắm toàn bộ quyền lực trong triều đình. Đánh diện Lưu Tuần Sau khi em rể là Lưu Tuần lên thay, tiếp tục củng cố thế lực. Năm 410, Lưu Tuần đưa quân tiến công Giang Châu. Lưu Dụ vừa tiêu diệt được Nam Yên, được triều đình triệu về kiến khang chống địch. Ông đưa quân đến Sơn Dương, thì được tin Hà Vô Kỵ tử trận ở Dự Trương, bèn quyết định trở về Kinh Đô. Tình thế thành kiến khang nguy cấp, trong khi quân Lưu Tuần có hơn vạn người, mà binh triều đình chỉ còn khoảng một nghìn. Mạnh Sưởng và ra các trường dân hoảng sợ, đề nghị rời đô, nhưng Lưu Dụ không nghe, quyết trí cố thủ kiến khang. Lưu Tuần tiếp tục đưa quân đến Thái Châu, rồi tiến đến quận Đan Dương, gam và giành chiến thắng. Năm 411, Lưu Dụ đánh dẹp được Lưu Tuần, trở về Kiến Khang, được phong chức Thái Úy, Trung Thư Giám. Sang năm 412, em trai ông là Lưu Đạo Quy đang giữ chức Thứ Sử Kinh Châu bị bệnh, bèn xin từ chức. Tháng 4 năm đó, Lưu Dụ rời ông ta đến làm Thứ Sử ở Dự Châu, và cho Lưu Nghị làm Thứ Sử Kinh Châu. Mặc dù nắm được nhiều quyền lực trong tay, song Lưu Dụ vẫn còn nhiều chướng ngại khác. Về phần Lưu Nghị, trước đó ông ta luôn bất mãn với Lưu Dụ, nên từ khi đến Kinh Châu, khi chú Tâm giao kết với nhiều kẻ sĩ, củng cố quân đội và đem nhiều quân lính cũ ở Giang Châu, và Dự Châu đến Kinh Châu. Đồng thời ông này còn lấy cớ bị bệnh, nên nói với em họ Lưu Phiên đến giúp mình. Đoán được dã tâm của Lưu Nghị, Lưu Dụ bèn điều Lưu Phiên từ Quảng Lăng, Duyện Châu vào triều, rồi lấy cớ Lưu Phiên cùng tạ hỗn có ý đồ làm phản, ép hai người tự tử. Sau đó ông gấp rút đem quân từ Kiến Khang, đến thảo phạt Lưu Nghị, phái vương chấn ác làm tiên phong. Ông dùng kế giả, bảo rằng Lưu Phiên đến thăm Lưu Nghị, nhờ đó nhanh chóng tiến đến ngoài thành Giang Lăng. Năm, sáu dặm mới bị phát hiện. Dân trong thành nghe Lưu Dụ đến thì hoảng hốt, còn Lưu Nghị không địch nổi quân của Vương Trấn Ác, bèn bỏ trốn, sau đó bị giết chết. Lưu Dụ nhanh chóng tiến vào được Giang Lăng, giết chết thân tín của Lưu Nghị, và diệt trừ toàn bộ thế lực của Nghị. Diệt ra các trường dân Thấy Lưu Nghị bị diệt, ra các trường dân lo sợ Lưu Dụ sẽ diệt trừ mình, bèn nảy sinh ý định tạo phản. Tuy nhiên, Lưu Dụ thông qua Lưu Kính Tuyên, đoán biết được ý định này, bèn cố tình kéo dài kỳ hạn quay về của ông ta, một mặt lệnh chu kính dẫn quân đội trở lại Kiến Khang đợi lệnh. Sang năm 413, Lưu Dụ từ Giang Lăng Ban Sư trở về Kiến Khang, gặp trường dân, cười nói như ngày thường, lệnh cho người bày tiệc, cả hai cùng ăn uống vui vẻ. Đợi cho trường dân đã say, Lưu Dụ sai vệ sĩ túm lấy ông ta, xiết cổ giết chết. Sau đó dụ cho giết hết anh em của trường dân và diệt tộc nhà Gia Cát. Cùng năm 413, Lưu Dụ được triều đình nhà Tấn thăng lên làm dự châu thứ sử. Đánh bại tôn thất nhà Tấn Sau khi đánh bại Lưu Nghị, Lưu Dụ phong cho tôn thất nhà Tấn là Tư Mã Hưu Chi, tiếp nhận chức kinh châu thứ sử. Hưu Chi rất được lòng dân địa phương khiến Lưu Dụ sinh lòng hoài nghi. Năm 414, con trai của Tư Mã Hưu Chi là Tiếu Vương Tư Mã Văn Tư vào ít kiến Hoàng đế. Văn Tư tính tình hung ác, giết hại quan lại trong triều. Lưu Dụ biết tin bèn chấp lấy cơ hội giết hết bè đảng nhưng tha chết cho Văn Tư và đưa Văn Tư đến Kinh Châu, lệnh cho Hưu Chi gian dạy. Ý định của Lưu Dụ là muốn Tư Mã Hưu Chi xử tử con trai mình. Hưu Chi chỉ dâng biểu xin phế trừ phong hiệu Tiếu Vương của Văn Tư, nhưng Lưu Dụ không hài lòng, chuẩn bị tấn công Kinh Châu. Năm 415, Lưu Dụ giết chết con trai thứ của Tư Mã Hưu Chi là Tư Mã Văn Bảo và Tư Mã Văn Tổ đang ở Kiến Khang, rồi đem quân đánh Kinh Châu tư mã hưu chi được tin dâng biểu lên hoàng đế kể tội trạng của lưu dụ lưu dụ sai từ quỳ làm tiên phong đem quân ra giao chiến bị quân hưu chi giết chết lưu dụ tức giận bèn dẫn đại quân tiến vào giang lăng lỗ quỹ và tư mã hưu chi đưa quân ra chống bị lưu dụ đánh tan lưu dụ nhân đó tiến vào chiếm được giang lăng hưu chi và tông tộc chạy lên phía bắc theo hậu tần từ sau loạn vĩnh gia triều đình nhà tấn bị mất miền bắc các bộ lạc ngũ hồ ở phía bắc nhân đó nổi lên Hình thành 16 nước ngũ hồ. Nhà Tấn tuy thiên đô về miền Nam, nhưng vẫn nuôi ý định thu phục Trung Nguyên, nhiều lần đưa quân Bắc phạt. Cùng lúc đó ở miền Bắc, hai nước Nam Yên, Hậu Tần suy yếu, liên tục bị Bắc Ngụy đánh bại, dần mất đất ở phía Bắc. Lưu Dụ chớp lấy cơ hội này, tích cực chuẩn bị đưa quân Bắc phạt. Năm 409, hoàng đế Nam Yên mộ dung siêu phái quân tiến đánh thành Túc Dự ở Hoài Bắc, nhiều dân chúng nhà Tấn bỏ theo Nam Yên. Về sau, Mộ Dung Siêu liên tục đưa quân tiến công Hoài Bắc, bắt được thái thú hai quận Dương Bình, Tế Nam. Lưu Dụ được tin bèn thượng biểu lên Hoàng đế, xin đưa quân Bắc Phạt. Tháng 4 âm lịch năm 409, đích thân ông đưa quân đánh Nam Yên. Quân Nam Yên tập trung cố thủ Đại Hiện Sơn, là một nơi hiểm yếu để ngăn chặn quân Tấn. Trước sự kháng cự của quân Yên, Lưu Dụ chỉ tiến được tới Lâm Củ rồi phải lui về Quảng Cố. Tuy nhiên, Mộ Dung Siêu sau đó lại bỏ quân phòng thủ ở Đại Hiện Sơn để quân Tấn đi qua. Nhờ đó Lưu Dụ yên tâm hơn, và tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến ở Lâm Cù. Tướng Hồ Phiên cho quân tấn công bất ngờ vào Lâm Cù, chiếm được thành này. Mộ Rung Siêu bỏ chạy về Quảng Cố. Lưu Dụ nhanh chóng đưa quân tiến vào Quảng Cố, và đến năm 410 thì hạ được thành, tiêu diệt Nam Yên. Mộ Dung Siêu bị tướng Lưu Đạo Liên, em trai Lưu Dụ bắt sống và bị giải về Kiến Khang rồi bị sát hại. Sau khi diệt Nam Yên, ông cho sát hại hơn 3.000 quý tộc Đức Yên. Diệt hậu tần sau khi diệt Nam Yên, Lưu Dụ tạm thời đưa quân về phía Nam, đánh diệt Lưu Tuần nên tạm thời không tiếp tục bắc phạt. Đến khi tiêu diệt được phe cánh và nắm được toàn bộ quyền lực, ông lại tiếp tục thực hiện kế hoạch bắc phạt. Ông chuyển thứ sử từ Châu và Diện Châu sang Tư Châu và Dự Châu. Tháng 5 âm lịch năm 416, ông được gia phong làm Bắc Ung Châu thứ sử. Đến tháng 8 âm lịch, ông lại được gia phong làm thứ sử từ Châu rồi xuất quân từ Kiến Khang tiến sang Bành Thành. Tháng 10 cùng năm, Lưu Dụ phái đàn đạo tế tiến công thành Lạc Dương, thuộc lãnh thổ hậu tần và thu phục Lạc Dương. Sang tháng 1 âm lịch năm 417, Lưu Dụ đưa quân từ Bành Thành tiến về phía Tây, qua Hoàng Hà rồi vào Đồng Quan, sai vương Trấn, tiến công kinh đô hậu tần là Trường An. Hậu tần diệt vong, sau đó ông ra lệnh giết hại tông thất hậu tần, vào năm 417 mặc dù họ đã đầu hàng. Những hành động này bị nhiều sử gia đời sau chê trách, trong đó có tư mã quang đời nhà Tống. Lưu Dụ đưa quân về Trường An, khao thưởng tướng sĩ, rồi ra lệnh giết hại toàn bộ tông thất hậu tần. Lưu Dụ thống lĩnh đại quân thống nhất Giang Nam, thảo phạt hậu tần ở phương Bắc, Nam Trinh Bắc chiến, lập được nhiều chiến công hiển hách. Danh tiếng Lưu Dụ đã vượt xa Hoàng Huyền, được người người kính phục. Năm 418, Lưu Dụ lại được phong làm tướng quốc, tống công. Nhưng lúc này ông không vội xưng đế. Bởi vì lúc này trong dân gian truyền tụng câu sấm nói rằng, sau tấn hiếu vũ đế tư mã diệu vẫn còn hai đời vua nữa. Lưu Dụ làm theo câu sấm đó, quyết định sau tư mã Đức Tông sẽ lập thêm một đời vua nữa. Do đó, ông sai thân tín giết chết tư mã Đức Tông trước, rồi lập anh cùng mẹ của Đức Tông, là tư mã Đức Văn làm hoàng đế. Làm như vậy đã ứng nghiệm với câu sấm trên, Lưu Dụ không còn lo lắng gì nữa. Năm 415, Lưu Dụ tự cho phép Bình mang kiếm lên điện chầu vua, dâng biểu không phải xưng tên, ép các quan không được gọi thẳng tên húy của mình. Sang năm sau, 416, Lưu Dụ ép hoàng đế phong cho mình là Bình Bắc tướng quân, thứ sử diện châu, đô đốc Nam Tấn châu chư quân sự và nắm quyền cai quản 22 châu trong địa giới Tấn triều. Tháng 12 năm 418, Lưu Dụ được thăng làm tướng quốc, tổng bách quỹ, Dương Châu mục, tiến tức tổng quốc công, được ban thực ấp gồm 10 quận là Bành Thành, Lan Lăng, Hạ Bi, Hoài Dương, Phái Quận, Sơn Dương, Quảng Lăng, Cao Bình, Thái Sơn và Lỗ Quận. Sang năm 419, ông ép hoàng đế thăng mình làm tống vương, tăng thực ấp lên thành 20 quận, trong đó 10 quận mới là Hải Lăng, Bắc Đông Hải, Bắc Tiếu, Bắc Lương, Tấn Thái, Bắc Trần Lưu, Trần Quận, Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên và Huỳnh Dương. Hoàng đế nhà Tấn từ nhỏ bị bệnh tật không thể nói được. Lưu Dụ gấp rút chuẩn bị kế hoạch cướp ngôi nhà Tấn. Ông tin vào câu trong một bức thư, sau Sương Minh còn có thêm hai đế nữa, nên lập kế hoạch sát hại An Đế. Để thực hiện mưu đồ thâm độc, Lưu Dụ sai Trung Thư Thị Lang Vương Thiều, tìm cách bỏ độc hại chết Hoàng Đế. Tuy nhiên do em trai của An Đế là Tư Mã Đức Văn, luôn ở cùng anh trai và thường nếm thử thức ăn trước, nên âm mưu này không thể thực hiện được. Sang đầu năm 419, khi Tư Mã Đức Văn mắc bệnh trở về phủ nghỉ ngơi, Vương Thiều mới ra tay sát hại An Đế bằng cách thắt cổ ông này cho đến chết. Lưu Dụ lập lang nha Vương Tư Mã Đức Văn lên làm Hoàng Đế, tức là Tấn Cung Đế thụ thiện xưng đế. Tháng 8 năm 419, Lưu Dụ đến Thọ Dương nghỉ dưỡng. Sang năm 420, ông thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch đoạt ngôi nhà Tấn. Mùa xuân năm đó, Lưu Dụ đang ở Thọ Dương, thân tín phó lượng đến kiến khang buộc hoàng đế thoái vị, nhường ngôi cho mình. Cung đế bèn cho triệu Lưu Dụ về kinh. Ngày tháng 7 năm 420, Lưu Dụ đến kiến khang, phó lượng khuyên tấn cung đế thiện vị, lại soạn sẵn chiếu thoái vị trình lên ngày 7 tháng 7 tấn cung đế rời đến Lang Gia Đệ, bá quan bái tử. Lưu Dụ lập đàn tế Nam Giao vào ngày Đinh Mão tháng 6 âm lịch, tức mồng 10 tháng 7, chính thức bước lên ngôi hoàng đế, kết thúc 155 năm cai trị của nhà tấn trong lịch sử Trung Quốc. Lưu Dụ giáng hoàng đế làm linh lang vương, và sang năm 422 thì sát hại. Lưu Dụ đặt quốc hiệu là Tống, đổi niên hiệu là Vĩnh Sơ năm thứ nhất. Để trừ hậu hoạn cho con cháu về sau, ông ra lệnh sát diệt trừ cả gia tộc hoàng thất nhà Đông Tấn để tránh cái gương của họ tư mã tống vũ đế liền tước bỏ quyền lực của các chư hầu phiên trấn tập trung quyền hành trung ương do kinh châu nhiều lần phản loạn nên biến kinh châu phủ thành kinh châu hạt hạn chế quyền hành của các tướng để ngừa quyền thần làm loạn nên ra chiếu chỉ phạm sau khi xuất quân hồi sư phải giao lại binh quyền cho triều đình quản lý hộ khẩu các thế tộc giảm bớt nguồn thu của quan phủ chỉnh đốn hộ tịch thay đổi cách thổ đoạn chính quyền sở hữu phát hành tiền tệ khuyến khích buôn bán tô thuế của nông dân được giảm nhẹ nuôi dưỡng sức dân, phát triển sinh sản. Từ thời Ngụy Tấn đến nay, triều đình sống xa hoa phú quý, như do vũ đế xuất thân nghèo hèn nên chịu khó xuống đời thanh bần. Đối với ngựa xe, mỹ nữ càng tiết dục, thực hành hàng loạt biện pháp tăng cường trung ương tập quyền, giảm bớt gánh nặng cho nông dân, làm dịu bớt mâu thuẫn giai cấp, đẩy nhanh việc khôi phục và phát triển kinh tế. Tư trị thông dám dẫn ra một việc làm thể hiện tính cách tiết kiệm, tiết dục của ông, đó là câu chuyện vào lúc sau khi ông diệt được hậu tấn. Bắt được một người con gái của Hậu Tấn Cao Tổ, ban đầu thì Lưu Dụ rất sủng ái nàng ta, có khi còn cho bàn việc chính sự, nhưng khi Tạ Hối lên tiếng can gián, Lưu Dụ vẫn vui vẻ lắng nghe và đưa mỹ nữ đó ra khỏi phủ. Ông không tham lam tài vật, khi còn làm tướng cũng không giấu giếm của cải. Khi làm hoàng đế, Lưu Dụ vẫn giữ được tính giản dị đó, thậm chí ông còn cấm hoàng tộc theo lối sống xa xỉ. Thêm vào đó, Lưu Dụ còn là người nghiêm minh. Mỗi khi hành quân, quân đội của ông thường không quấy nhiễu tới dân chúng. Vũ đế đã xây dựng nền tảng vững chắc cho nhà Lưu Tống sau này. Tháng 5 năm 422, Lưu Dụ ốm nặng, triệu thái tử Lưu Nghĩa Phù đến dặn dò, đàn đạo tế tuy có tài mưu lực nhưng không có trí lâu dài. Từ tiến tri, phó lượng đã đi theo ta nhiều năm, sẽ không có dã tâm lớn. Chỉ có tạ hối là người tùy cơ ứng biến, nếu sau này xảy ra việc gì, có thể dựa vào người này. Sau khi con kế vị, có thể phái tạ hối ra khỏi Kinh Thành, phái đến các quận cuối kê, Giang Châu để đề phòng bất chắc, nhưng không cho Thái hậu lâm triều chấp chính. Sang ngày quý hợi tháng 5, tức 26 tháng 6 năm 422, Lưu Dụ Băng Hà, hưởng thọ 59 tuổi, được truy tôn miếu hiệu là Cao Tổ, thị hiệu Vũ Hoàng Đế, và được an táng ở Sơn Ninh Lăng. Thái tử Lưu Nghĩa Phù Đăng Quang kế vị, tức là Tống Thiếu Đế. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về một thời kỳ hậu Tam Quốc một thời nhiều binh đao khói lửa tiếm đoạt vương quyền của các thế lực với nhau dù là một dòng họ tư mã vô song nhưng kết cục cũng bị lưu dụ tống vũ đế diệt gọn không còn lại một ai nhưng vương quyền cho lưu tống sau này